kìa, đá kìa, F4, F4, đá kìa. Hello anh em nhá. Chào thầy Chỉ Lo. Hello hello. Chúc mừng thầy yêu. Ok ok, cảm ơn Hà Đức nha. Hello tất cả anh em. Hí. Ui, sao mình nhiều tiền thế nhỉ? Ê, tôi bán được anh 7 rồi này. Bán được anh 7 rồi, yes. Cậu cai luôn. Có tiền chơi FC giao dịch đấy anh em ơi. Alphonso Davy luôn. Hết sứ thẻ đùa đâu. Ui, 600 tỷ luôn mà. Giàu chưa? Bao giờ thầy tuyển sinh FC Trần Làng lần 3 vậy? Thứ bảy tuần này anh em ơi. Thứ bảy tuần này anh em nào rảnh ra sân chơi với tôi nha anh em nhé. Thôi làm FC giao dịch thầy. Ok anh em ơi. Nay tôi sẽ làm FC giao dịch nha. Để quên ra mở tí thẻ đã. 129 à, mở 20 cái thẻ. Hôm nay sẽ là FC giao dịch nha anh em. Lần đầu thử sức tại Trường Làng. 20 cái thẻ à? Đây 11 này. Đây. Đấy. Ra con gì đá con đấy nha anh em. Khi nào có visa thì mai là ngày cuối đấy anh ạ. Mai là ngày, nó là ngày, nó là ngày cuối cùng, cơ hội cuối cùng cho tôi và Mesut đấy. Úi rồi. Ibra luôn. Ibra luôn. Thầy Tuấn đang đợi bổ nhiệm đã chi phối thầy Tuấn với 10.000 đồng. Cảm ơn thầy Tuấn. Hay tôi chuyển server nhỉ? Nên thế đấy, thầy Tuấn nên suy nghĩ đấy. Bên này sẵn sàng, đã có sẵn một phòng riêng cho thầy Tuấn. 8 con 5 giao dịch á, đấy. Ui. FC giao dịch được đấy nhở? Gabriel luôn này. Ui. Ui, lấy ai giờ, lấy Zidane nhá. Tôi hâm mộ Zidane thầy ạ. Ôi, tôi cũng hâm mộ Zidane. Tôi cũng hâm mộ Zidane thầy Tuấn ơi. Ok thầy Tuấn. Ui. Quả giao dịch đầu tiên ok la luôn đấy nhở. Ok luôn. Nét luôn. Phơ. Vẫn còn gói BTB ON kìa thầy á. BTB ON gì ấy? Còn BTB ON cộng 8 á? Ơ có à? Chết rồi. Để ta mở cái nhỉ. Ui. Phanh đầu. Chelsea. Chelsea sẽ là ai đây ta? Chelsea nhá. Nếu mà tôi đoán không nhầm nhá. Củ tỏi. Củ tỏi. Không xin gì cả. Xin con củ tỏi. Ờ Chilwell được. Được được. Hậu vệ cánh được. Ma thú. Ma thú ngon quá nhỉ. Ui. Lucas Hernandez chạy cánh luôn đây. Bố FC giao dịch thì dễ quá ta. Ok là. Ok là. FC giao dịch. Easy, easy. Hoàng Cụt học trò quân AP Đống Đa chim bé đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Bỏ cái chim bé đi. Em vào muộn xin phép được ngồi vào lòng thầy yêu. Không, không ngồi vào lòng, vào muộn rồi ngồi vào lòng. Bỏ cái chim bé đi, cho ngồi vào lòng, đùa đâu, chim bé đâu mà chim bé. Thầy check chăn đồ của em với, sao check chăn đồ gì nữa. Đây chăn đồ có trà thế thầy, chắc lên 14 trận, chăn đồ không lá đâu. Thầy Tuấn đang đợi bổ nhiệm đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn thầy Tuấn. Tôi hay quên thầy ạ. À. Không sao thầy Tuấn ơi, không sao cả. Bây giờ mình đang có cánh trái rồi này. Mình có gì nữa nhỉ? Mình có cam rồi này. Đấy. Úi dồi, trung vệ luôn. Fabio Socha. Úi. Ừ không được. Một thường kìa. Úi. Cánh phải đấy. Úi Gullit. À đâu không phải. Mẹ sao giống Gullit vậy. Rất cầm mình uầy mờ lót thôi. Xin con lót cộng 7. Xin con lót cộng 7. Không xin nhiều. Lót cộng 7. Không phải đá. Con Socha đấy. Figo à? Ờ Figo cũng được ấy nhở. Figo hay là Socha rồi anh em. Giống Gullit vãi trưởng ạ. Quả Ake này cay thật. Tiểu Gullit à? Giống vãi trưởng rất cả mình. Thôi lấy Socha nhá. Ok ok CB trước. Ok Fabian Socha về bên Trường Làng. Ok tôi tin anh em ấy. 500 anh em ơi quý ơi. Cho tôi xin một like. Cho xin một like anh em ơi. Chắc phải nhét thêm tí vào. Đây. Tỷ 6 đi, nghe nó còn ok là đấy. Ý là cho học sinh tên Hoàng lên làm thầy ấy. Ui vãi chừng, không được. Ui MU đấy. Không được, điên à, không được. Hồ Đức Hoàng, thầy Tuấn nói thế chết tôi nhiều lắm. Trường nhiều Hoàng lắm thầy giáo. Thầy Tuấn ơi. Ui rồi, trung vệ này. Fiorentina. Ui tiền thì thôi lấy làm gì. Ui tiền tiếp. Tôi xong rồi MU ơi. De Gea, xin quả Thánh Tôn. Thánh Tôn. Nope.
cả xe bì rồ. Ui MU nhiều thế. Ăn quả tiền không nhở? Ăn quả tiền không? Được lấy tiền không? Thầy Tuấn đang đợi bổ nhiệm đã chi phối thầy Lân với 50.000 đồng. Ok thầy Tuấn kìa. Cụ thể là đội trưởng Hoàng. Ok, lại anh em ơi. Anh em ơi, bây giờ anh em trường làng nào mà bỏ quen biết đội trưởng Hoàng là thôi nhá. Là ao khỏi trường làng luôn. Được chưa thầy Tuấn ơi, tôi làm vậy đã đủ gọi là cái tính răn đe chưa? Tạm đi chỉ đội trưởng Hoàng tại trường làng. Được. Làm cái lửa đi cho 8, số 8 cho đẹp anh em ạ, số 8 cho đẹp. Số 8 cho đẹp. Chơi đẹp. IGR vào đâu để có thầy á? Em lên trên ấy, em vào gì nhỉ? Em vào nạp thẻ.vn ấy, có cái phần mua IGR đấy, em đăng ký mua giúp thầy nhá. Spam kìa. Hùng Vũ ơi, đừng spam Hùng Vũ ơi. Thôi Hùng Vũ ơi, 5 phút là quay lại nhá. Ui Bayern Munich à? Hot. Ôi có thủ môn, có thủ môn. U. Ui Sắc Fabregas. Thần tượng tuổi ấu thơ của tôi. Ui. Ui. Ờ không, con này không được. Ui lúc. Ui. Sếp Fabregas thần tượng tuổi ấu thơ của tôi luôn đấy. Ui. Phải là Sếp Fabregas đấy. Phải là F4 đấy nhờ. F4 thần tượng tuổi ấu thơ. Số 9 ảo hay nhất Tây Ban Nha. Nó là F4. Thầy Tuấn đang đợi bổ nhiệm đã chi phối thầy Lân với 20.000 đồng. Lại điêu. Điêu gì thầy Tuấn ơi, tôi có léo điêu gì đâu thầy Tuấn. Sao thầy Tuấn bảo tôi nói điêu, tôi nói gì mà điêu. Thầy đang trêu đùa với đồng tiền của mình đấy. Xin phép tặng con hàng MU này cho thầy Tuấn. Ok chưa? Zlatan, Ibrahimovic hoặc là Phan Cao. MU. Thôi xong tôi rồi. Ê, Van Nistelrooy. Nếu mà ra Van, 7 đĩ. Gói lại 7 đĩ ăn tiền luôn. 7 đĩ ăn tiền luôn. 7 đĩ ăn tiền luôn. Lại theo. Ui. Lại theo. Theo này ngon hơn luôn. Theo này ngon hơn theo kia luôn. Theo này là chính được luôn này. Ui ông này ông nào đấy. Ăn. Ui Alejandro Gomez ạ. Ui cộng 8 này. Ui. Cái gì vậy. Cộng 8 luôn mà. Ui. Ui. Lấy cộng 8 ấy nhỉ. Ok. Vãi trưởng cộng 8 này. Sao cái này dễ vậy? Ủa Ano. Thầy Tuấn đang đợi bổ nhiệm đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Đừng nói nhót, thầy Tuấn ơi. Ủa chơi ra ghê mới đâu, chơi ra quê như ăn tập trẻ MU hay sao ấy. Chơi ra ghê, tôi nhớ trước ăn tập hay sao ấy. Lihu Haiyi đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cả tháng ngóng sinh nhật thầy. Gia đình háo hức chờ ngày chung vui. Có không? Vậy mà sáng nay ngậm ngùi. Anh Hải thông báo không chơi. Nhưng mà dẫu không tổ chức gần xa, người người chúc tụng cả nhà hân hoan. Thầy vui bệnh tật mau tan, quây quần chung với con đàn cháu đông. Em yêu thầy, thầy ta bi. Okay. Đòn cay chưa? Ờ thôi lấy 8 con vậy. Thầy Tuấn đang đợi bổ nhiệm đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Dạ. Ý tôi là U16 Nam Định. Ơi MU, MU thừa đây. MU. Thầy tính sao? Ông này biết giao dịch không đấy? Ui, người ta giao dịch ra cả cộng 8 sư huynh. Người ta còn có 5 cái giao dịch đây này sư huynh. Trường sư huynh có không? Phải trưởng sư huynh hỏi biết giao dịch không? Ui Fisher ạ. Uduna luôn, có thủ môn luôn này. Ui, 2 có thủ môn luôn. Ui, 3 có thủ môn luôn. MU ơi, ST. Tiền đạo. Nói lời phải giữ lấy lời đừng như con bướm mà đi ăn đêm đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao điệp vì đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Nãy định donate cho thầy mà donate nhầm cho ông thầy Tân cay vãi cả biểu. Em định nói với thầy là đâu. Em thấy thầy có những câu nói rất chí lo. Chí lo. ST làm gì? Rashford đá được ST mà. Thầy Tuấn ơi, thầy check va của tôi quả này cái xem như nào nhở. Oblak à? Ủa sao nhiều anh em bảo lấy Oblak ấy nhở. Lấy Oblak, ok, lấy Oblak, ok. Rồi luôn.
Thầy Tuấn đang đợi bổ nhiệm đã chi phối thầy Lân với 60.000 đồng. Ôi cảm ơn thầy Tuấn, cảm ơn thầy Tuấn. LW là hơi phèn. Rồi luôn, nhưng thôi tôi an ủi nhé. Rồi, cảm ơn thầy Tuấn, nhưng mà tôi phản bội thầy Tuấn rồi. Không sao, tin tôi, cho tôi cơ hội nữa. Kiểu diễn ra MU tiếp, tôi phản bội thầy Tuấn luôn. Phải lấy anh em ơi. Đây, MU tiền đạo dễ mà. Giao dịch thì tôi còn 5 giao dịch cơ mà, tôi còn 5 thẻ luôn. Tiền đạo MU lắm MC này. Cavani. Hakimi. Ôi tôi chết tôi rồi. Anh Bảy ơi, anh Bảy cứu em. Cavani cũng được, Ibra cũng được. Các anh ơi cứu em. Ibra. Ok. Happy birthday to you. Có gì đâu. Ok. A few moments later. Thầy Tuấn đang đợi bổ nhiệm đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn thầy Tuấn nhá. Tôi có thể tài trợ phấn cho trường, nhưng chỉ trường làng. Ok, thầy Tuấn ơi, cảm ơn thầy Tuấn rất nhiều. Dạ, cảm ơn thầy Tuấn ạ. Rồi các bạn vào sân. Fabian Sacha này là cái nỗi lo đấy, là nỗi lo thường trực đấy. Fabian Sacha là nỗi lo thường trực của đội bóng đấy. Thầy Tuấn đang đợi bổ nhiệm đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn thầy Tuấn nhá. Tân ơi về dậy đi. À. Lang thang mãi. Dành cho thầy Tân. Thầy Tân vẫn đây mà. Tôi nhắn tin đấy vào ngay mà. Tôi chết rồi, kim cương này tôi để ấy rồi. Có chuyện là các tân đòi va với thầy giáo bên trường quốc tế bị vụt lát người nha thầy à. Đùa, chỉ va với mấy anh em học sinh thôi, sợ đi va với. Rồi, luôn. Uầy. Có một vài vị trí tôi đang thấy hơi ngứa mắt đấy. Có một vài vị trí đang hơi ngứa mắt đấy. Cầm ngân lượng thì vào. Tâm phải sáng đấy. Thật sự phải sáng đấy anh em ạ. Cái gì vừa thay người mà sư huynh. Đùa. Sao quả phạt góc đấy vào vậy? Sổ. Nhà thơ thì vẫn mãi là nhà thơ mà thôi. Luca, Luvita. Game on. Sao thằng này vẫn chưa đi vậy? Phải chấp hai quả thôi đúng không? Tí chấp ba quả nhau. Rồi về tích. Từ khi rồi tích vào sân, tôi thấy mọi thứ sáng bừng sức sống. Jonathan. Ui khó. Ơ. Ok. Ekip gì liên quan gì điên à? Ai quen biết thì đâu ekip đùa đâu. Cái này mới thật. Bình thường làm nhiều cái này ta. Ok.
Doctor Chí với Italy không quen à? Không biết, rank này rank gì á? Doctor Chí đấy, khả năng phải rank thách đấu đấy. Tin chuẩn luôn đấy, tôi đang thi đấu ở cái mức rank cao nhất luôn đấy. Doctor Chí đây, đa game à? Đấy là tư vấn qua comment như thế. Còn nếu mà ngóc phải màn hình thì khả năng là sẽ tư vấn tốt hơn. Thầy Tân giao dịch ra cộng 8 người thầy. 8 thôi mà giao dịch ra, tôi giao dịch ra cộng 8 tôi còn được bù hơn một nốt. Tôi còn được bù hơn nốt mà. 2 12 giờ á? Lâu vậy. Sau 12 giờ vậy ọp bố rồi. Đá kìa. Đá kìa. F4. F4. Đá kìa. Ok chưa? Gì vậy? Ui, sở cha 2222. Em hỏi anh em kinh chat xem anh em kinh chat nào biết trả lời hộ nam bọn tôi nhá. Thế cái đấy chịu luôn đấy. Thấy có đi bù bùng cái xúc ảo hay bù bùng cái đâu, hỏi hỏi bên trường quốc tế mày ta thằng biết. Hỏi bên này chịu luôn. Ôi, nó đá kìa. Ông Mr. Khoai Tây này nói chuyện vui lắm thầy. À thế à? Sao nãy giờ không nói gì vậy? Đá kìa. Đá kìa. FC giao dịch đá kìa. Jovetic. Sự khác biệt so với Redford. Sự khác biệt. Này sao cha đá tôi thấy là ok la luôn đấy. Ok ok, một trận đấu mãn đôi nhãn luôn. Em tưởng thầy với Mesut nhót á. Đâu nhót thì anh em đang đợi thật, đang cầu nguyện thật. Tôi với Mesut đang đúng cầu nguyện luôn đấy. Đúng cầu nguyện thật. Mà nếu mà sang Hàn mà không được thể hiện mình thì tôi sẽ là người ra đi. Tôi sẽ là người ra đi anh em ạ. Thầy với Mesut chuẩn bị nhót, anh em cứ chúc thầy có suất đá chính. Ơi, tôi với Mesut nhá. Ngày mai nhá, tôi với Mesut mà không có visa là team tôm nhót luôn. Không đủ thành viên. Là nhót tập thể luôn đấy, chứ không phải là mình tôi với Mesut nhót đâu. Team tôm làm gì đủ thành viên mà chả không nhót. Nhót hết luôn. Ủa bay kìa. Pháo thủ bay của kinh ấy. Sang chân với công sếp Fregat đá góc này thôi. Sang chân mất thôi. Quả đã trượt, quả đã ra ngoài. Đâu rồi, hữu. Ôi, xong rồi, không bị vị ơi. Nghiệt ngã thế, đúng phút 80 luôn. Nghiệt ngã chưa. Đùa đâu, ăn quả cơm ca trận rồi. Phần nào đám mâm cơm, thầy đang lên án. Người nghe phần nào đám mâm cơm này chứ thầy không nói gì mới nghe phần nào cả. Ui, nhót rồi. Đùa nghiệt, đùa, hai bàn thua trong vánh ấy nhở. Hơi trong vánh đấy. Giả điếc rồi. Nope. Cà phũ. Ủa, cà phũ luôn. Cà phũ, phũ quá. Nó còn va đản mình đâu nhở. Ơ, con va đản tôi đâu nhỉ. Fabregas phản bội tôi, quả này đau thế. Trường Thiên đã chi phối Thầy Lân với 10.000 đồng. Em vừa chia tay buồn quá Thầy Lân ạ. Sao vậy Trường Thiên, em thể kể qua câu chuyện của đời mình không? Bùa đau thế, ra chỉnh cái đội hình cái. 424 với cả cái gì nhỉ, 784 nhỉ? 424 với cả... Thầy Tuấn đang đợi bổ nhiệm đã chi phối Thầy Lân với 10.000 đồng. Hôm qua tôi bận nên hai trường hơi nhốn nháo. Nay im quá nên tôi truy thầy ạ. Truy hả? Đang đi truy lùng à? Không có, thầy ơi, không có đấy, tôi nói luôn đấy, thầy Tuấn thì lúc nào mà muốn giữ ghế ở cả hai trường thì cứ nói với tôi. Bên kia chưa bổ nhiệm thì tôi bổ nhiệm bên này trước cho thầy. Đấy. Đấy, chiến thuật đơn, chiến thuật đội thì là 784 xét lại với thầy nhá. Còn đây 4-1-2-1-2 thì đây. À 4-4-4-2-4 thì để thầy xét cho. 4-2-4 à? Nô lệ đồng tiền Lân Đì đã chi phối thầy Lân với 19.800 đồng. Tôi ngưỡng mộ thầy đã lâu,
Trông thầy rất đẹp trai, thầy có thể cười lên tôi chụp kiểu ảnh không? Không, không, đừng bị đòn nhiều tôi rồi. Tôi đếm 1, 2, 3 không. Thầy cười tôi chụp. 1, 2, 3, có cái L tôi chụp. Ok. Trừ tiền. Bị lừa nhiều rồi, tôi đã tỉnh táo hơn. Thầy Tuấn đang đợi bổ nhiệm đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn thầy Tuấn nha. Tôi xin làm thầy thôi ạ. Cảm ơn thầy Tuấn, ok thầy Tuấn, lịch sự quá. Trường Thiên đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Trường Thiên nha. Chuyện dài lắm thầy ạ, giờ e buồn quá. Dài kể, dài thì từ từ kể lỏng hết à. Em cứ thoải mái ấy, em cứ thoải mái chia sẻ đấy, không sao cả. Nếu mà là 424 ấy thì anh em xác định luôn là khối phòng ngự của mình sẽ có 6 người ở nhà nhá. Đây sẽ có 6 người ở nhà luôn, 64 luôn, chia làm 64 luôn. 6 thằng phòng ngự, 4 thằng lá trên. Đấy, 4 thằng lá trên. Đây như này nhá, 784 ơi. Đấy, em lá thử xem. 424 sẽ là như này. Xong nó giống gần giống 422 mà anh em. Nó còn giống tí mỗi tôi đẩy hai con tiền vệ cánh lên tiền đạo thôi.